Đây là sản phẩm âm nhạc tâm huyết nhất của Thanh Quý sau khi rời cuộc thi Sao Mai, được cô thực hiện như một lời tri ân đến người theo dõi và dành tặng những người thiếu phụ, khác lạ là mẹ, bà ngoại nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nhớ tiếng mẹ ru là sáng sủa tác mới của nhạc sĩ trẻ Phan Huy Hà lời thơ, Phạm Huyền, mang đậm ảnh hưởng hát ru của đồng bằng Bắc Bộ. Được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và phát sóng trong chương trình bài hát Tôi yêu vào dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nghe Thanh Quý hát, từng câu nắn nót nhưng không quá trao tru, cũng không cố gồng căng. Cô hát như thể chuyện, như thủ thỉ, có những câu nhỏ nhỏ tuổi như lời thì thầm. Lời hát như lời ru, làm dịu lòng người. Ca sĩ Thanh Quý. Thanh Quý hiện ra trong một gia đình thuần nông ở vùng quê Thạc Giang, Thạc Hà, Hà Tĩnh. Nhà cô ở vùng trũng, cứ đến mùa mưa là nước ngập hết cả ruộng giường, có khi ngập vào tận chân giường. Án ảnh suốt tuổi thơ cô là cảnh nước lụt trắng đồng, nước nhấn chìm hết cây cỏ trong vườn, bao nhiêu hoa màu mất trắng. Người dân quê cô khó có thể trồng được cây gì dài lâu để phát hành quả sợ tế, vì cứ đến mùa lụt lại bị tết hết. Nhớ tiếng mẹ ru Thanh Quý. Mùa lụt là vậy, còn mùa nắng, Thanh Quý lại nhớ hình ảnh bà ngoại và mẹ vất vả ra đồng từ sáng sủa sớm. Trời nắng chang chang, người trong buôn bản đã về hết nhưng bà và mẹ vẫn cố ở lại làm thêm, mong có được vụ mùa tốt nhất để lo cho các con. Ca sĩ Thanh Quý sinh năm 1994, hiện là sinh viên năm thứ ba khoa Thanh Nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với sự dìu dắt của ca sĩ tiến sĩ Tân Nhàn. Trước khi đạt địa điểm Toan 3 Sao Mai 2019 dòng dân gian, cô đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc cần thiết như giải A liên quan Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực Bắc miền Trung 2013, huy chương bạc đãi cuộc thi tài năng âm nhạc trẻ toàn quốc 2016, Á quân một cuộc thi tuyệt đỉnh song ca 2018 cùng với ca sĩ Linh Hoa. Tại giải Sao Mai 2019, ngoài địa điểm Toan 3, Thanh Quý cũng giành giải thí sinh có đẳng cấp diễn giả ấn tượng nhất.